ở chỗ này là theo tôi là nó là bây giờ là cái mặt bằng mà đẹp nhất huyện rồi. Đấy, hai ông cháu đi kiếm tiền đấy, đi kiếm cây đấy, kiếm cây cho khách. Mẹ view này bây giờ nó phải chắc là phải, nếu mà so với bên Nại Ốc mà 60 triệu một mét thì ở đây nó đẹp như thế này cơ mà. Sắp tới bà con còn ruộng không đây, kiểu đã làm mặt bằng như này thì để ruộng thì đấy à, nhà nước rồi lại phân lô bán nền hết. Cam đường canh, hai ông bà đang phun. Cái này lúc dịch là cái thủy nó trả 3 triệu. À, cho bạn đi xem cái cây đu đủ. Ui ôi, sao cái vườn này đi. Từ từ để cháu phải làm việc đã, cháu có cây đu đủ đã. Ồ, xăm sóc sóc cái vườn này đi. Cho các bạn xem cái sản phẩm gọi là đu đủ cảnh Tết. Nói chung là ở đây thì nó gần được, còn đây là các cái dòng mà chanh. Chanh mấy cả chanh hàng bé. Chanh hàng bé, hàng chậu bé. Nói chung là cái hàng này là nó là cái hàng đi đường kia thì nó đẹp hơn. Sung siếc các thứ. Ở cái bài này thì quay cho các bạn cái cây đu đủ cảnh Tết. Đây là toàn kiểu mấy ông bà, mấy cô dì chú bác ở đây nè. Nói chung là thân. Tại vì là mấy năm gần đây là phối kết hợp, là tôi phối kết hợp là khá là mạnh. Bán hàng trên phở bò mà giờ nó quét khóa hết tài khoản rồi thì sao ông? Nói chung là bình thường là phải dùng cái ngày xưa ấy, là mình phải biết là bán thì là bán ở trên cái Facebook kiểu trang chứ không phải Facebook cá nhân. Còn bạn bán như thế nào? Ôi mẹ, đi thế này nguy hiểm lắm. Đây cho các bạn xem đu đủ nhá. Đi hơi chênh vênh đấy, mẹ như cầu khỉ luôn. Sập cho phát là toay đấy nhỉ. Mai sau là bà con sẽ phải cải tiến hết. Đây, mía tím trồng chậu mới đu đủ. Nhưng mà đu đủ này nói chung là cái hàng đây vẫn là bán Tết. Chứ còn các loại cây đu đủ khác mà tầm này bán được nó đẹp lắm. Tí nữa tôi quay cho. Nhưng mà ở gần đây tại vì nó còn cái việc đang kiếm tiền nữa ấy. Đang chốt cây của khách nữa ấy. Còn đu đủ mà tầm Tết là các bạn sẽ thấy là tầm này nó đang như này. Đấy, quả đây. Ừ. Trang kèm tài khoản nên khóa tài khoản là khóa trang luôn. Tôi trang của tôi có bị làm sao đâu. Tôi thì tôi mất thì nói chung là những cái mà mình mất thì nó thôi chứ. Quay như thế nào mà bị khóa thì nó bị cái gì chứ. Kể cả TikTok này cũng mất một kênh hơn 100.000 người theo dõi đây. Mất thì mình làm lại. Tại vì mình làm là nếu mà như cách của tôi là nó làm thương hiệu. Nó làm gọi làm nhân hiệu. Đó, mình mất thì mình vẫn làm được. Đấy đúng không? Nhưng còn bây giờ nó mất rồi thì mình phải xem tại sao mà mất, tại sao nó khóa. Đấy. Còn ví dụ như là tôi biết là cái kênh TikTok kia lý do nó khóa là tại vì mình đánh cờ tướng. Thế mình phải giãn ra, mình không chơi cờ tướng nữa. Đấy, đây còn đu đủ cái này. Đấy là tôi nói với các bạn. Nó mẹ còn người còn đang sống sờ sờ, còn chết đi chứ. Kiện cáo ai? Hay là làm thế nào? Mình phải tìm ra nguyên nhân bệnh. Xong rồi mình sửa. Không làm như thế nữa, không tái phạm như thế nữa. Còn đây, vườn đây. Tí lại quay ra. Cái hàng này là hàng bán Tết nhá. Nhưng bây giờ nó đang như thế này. Còn hàng bây giờ có thể bán thì những cái cây như này là nó rất là đẹp này. Đấy, còn một sản phẩm đẹp thì nó phải đẹp từ lá. Số lượng quả nó là một phần. Cái lá của nó nữa, nó xanh. Đấy, quả nó là một phần nhá. Đấy, còn Tết nha, quả này nó rất là đẹp. Có mua gốc bồng không thì thực ra là ở đây thì nhiều. Nếu các bạn bảo tôi mua nhưng mà giá nó cao thì nó mệt. Đây là các cái cây mà người ta đã mua rồi đây này. Buộc dây này. Đấy. Đây này. Có nhiều quả là người ta chọn này. Còn tôi cũng nói với các bạn là quả nó phải đều. Như chỗ này nó thiếu này. Nếu các bạn muốn bán hàng ấy
thì nói chung là làm cách này thì nó khó. Đấy, đu đủ như này, các cái cây buộc dây là đã có người mua rồi. Đây này, cây này buộc dây này. Tôi cũng chỉ giới thiệu cho các bạn, muốn bán một cái gì đấy các bạn phải làm trường kỳ. Chứ ví dụ như là các bạn muốn mua bán gốc bồng vào những thằng quay bưởi để các bạn bán thì nói chung không hiệu quả đâu. Tại vì nó đã bán bưởi rồi, là nó đã có nguồn, nó mua gốc bưởi rồi. Chưa biết là các bạn có bán rẻ hay không. Đấy, có bán rẻ hơn cái mối cũ của nó hay không. Đúng không? Mẹ còn bán đắt thì làm sao mà ấy được. Nó mất thời gian của các bên. Còn khi mà các bạn muốn bán được hàng ấy, thì các bạn một là các bạn phải chụp ảnh sản phẩm. Đấy, có người đứng kèm đo góc, đo vanh vào trong cái hội nhóm về bưởi cảnh Tết để các bạn bán. Còn bình thường khi tôi quay cho các bạn như này, các bạn bảo thằng dở hơi, mấy thằng hấp. Nhưng mà tôi muốn bảo với các bạn là các bạn phải chủ động ở cái vấn đề đầu ra của các bạn. Các bạn có sản phẩm thì một là các bạn phải tạo nội dung, tạo cái sản phẩm các bạn muốn bán. Cái thứ hai, các bạn phải biết cái nơi nào các bạn muốn bán. Đấy. Nhưng bây giờ ví dụ như ông nào, ông ấy bán giống đu đủ chẳng hạn. Nhưng thường là người dân ở đây sản xuất đu đủ một cái là người ta đã có cái nơi, người ta đã mua rồi. Đấy, người ta đã có nguồn, người ta lấy rồi. Các bạn làm sao mà các bạn bán được? Tôi quay bưởi mà phát là các bạn đi vào chào gốc bưởi, có mua gốc bưởi không? Ồ mày ở đây, những chỗ người ta đang mua với giá như thế, người ta biết là giá rẻ, gọi là thâm niên thâm tình rồi. Các bạn bán làm sao được cho tôi, đúng không? Đấy, thì tôi mới bảo là các bạn phải quay xem TikTok ít thôi. Mình có sản phẩm gì mình phải làm nội dung, mình phải bán hàng, hoặc mình phải giới thiệu sản phẩm ý. Không thì đơn giản nhất là mình chụp ảnh đang bán ở trên các trang cá nhân này, các hội nhóm liên quan. Các bạn tham gia những hội bưởi cảnh Tết, đúng không? Đây, cái cây này lơ ngơ này, đúng không? Cái tầm năm ngoái nếu mà hoàn thiện ấy, nó tùy theo các bạn gọi là mua lẻ hay là mua sỉ, mua ít hay mua nhiều. Nếu mà bán ở đây, giá ở đây nó cũng rơi vào tầm 900 đến 1,3 triệu. Đấy, cái giá nhập ấy. Còn bán lẻ thì vô cùng lắm. Ở đây người ta kia, người ta nên người ta đắp cái rêu, đắp cỏ này, xong rồi thay cái chậu đẹp. Ở đây cũng bán hơn 10 triệu, nhưng tất nhiên là cái cây 10 triệu là cái hàng tuyển. Cả cái vườn này, cả cái khu vực này, người ta chỉ chọn được khoảng 20 cây. Và người ta đập cái chậu xấu này đi, đắp rêu vào 10 triệu, mười mấy triệu, 15 triệu một chậu đu đủ. Đấy, còn đu đủ nó nhiều loại lắm. Ví dụ như những cây này thì nó cũng là đu đủ nhưng nó không có quả, thì hoặc nó ít quả đến Tết đi. Còn giá thì bây giờ ví dụ như là các bạn mua thế nào thì nó lại khác. Bây giờ là những tay ôm đu đủ là bắt đầu vào việc rồi đấy. Và đến Tết thì tất cả những cái loại như này này. Còn tôi giới thiệu thôi chứ các bạn hỏi giá thì nó mệt lắm. Hỏi giá nó mệt, tôi nói sơ qua xong rồi. Mẹ nhiều khi anh em bảo là 30 triệu ấy, 30 triệu, 40 triệu một chậu đu đủ ấy. Nhưng mà tất nhiên là nó đẹp. Người ta mua một cái cây đu đủ này, người ta về người ta đập hết chậu đi. Còn năm nay thì lúc tôi quay cho các bạn là cái chậu đu đủ đắt nhất năm nay. Nó phải dự trù lên tiền ngay ở đây, nó cũng phải có giá 30 đến 50 triệu rồi. Đến Tết khéo không nó phải 100 triệu. Với có chậu bưởi là 180 triệu mà chưa qua ai. Nếu mà bây giờ có ai bán cái chậu bưởi ý ấy, ông ấy định mang đi triển lãm thì chắc cũng phải tầm 250, 300 triệu. Nói thì anh em mà nói phét. Đến Tết mà nhìn những cái chậu bưởi biết các thứ mà nguồn nó quay 500 triệu rất vớ vẩn. Cái chậu 500 triệu của nó cái thời điểm mà mình hỏi hình như có 80. Còn mình còn không lấy tại vì cái cây nó xấu. Còn cây này thì nó ấy. Năm ngoái có những chậu đu đủ mà đến Tết nó đẹp lắm, quả nó to. Xong mã nó đẹp mà tay mà không có vết thò được vào tay vào đây. Nó kín lắm. Tức các quả nó bết bền bẹt vào nhau ấy. Tầm này vẫn sớm, quay cho các bạn là cái cây nó tầm này thôi. Chứ còn tầm này thì bán được. Đấy. Còn giá cả thì nó còn do là mua ít hay mua nhiều. Ừ. Đúng không? Ở dưới chôn gốc vàng à? Nói chung nó khó. Thu nhập thấp thì ví dụ thu nhập của các bạn mà tầm ví dụ 5 triệu, 7 triệu thì các bạn không mua được cái này thì các bạn bảo vô lý. Nó giống như kiểu bây giờ là lớp 1. Không chỉ học cộng trừ nhân chia mà thằng nào nó bảo tích phân mới đạo hàm thì bảo vô lý.
đủ má có những cây mà nó mấy 200-300 tỷ, sợ thật. Ruối mới kiểu cái đéo gì nhỉ, nhưng làm sao mà hiểu được, đủ má ăn còn đéo được, ăn còn đéo xong ấy. Nhưng mà kim cương là hiểu nhỉ, kim cương 1000 tỷ. Bây giờ quay đu đủ này là cái mà nói chung cái người giàu người ta mua, quan trọng nhất là cung cầu của thị trường, nó là khách quan. Cái người ta giàu ấy, người ta bảo là bây giờ mà trả khoảng 2-3 triệu một chậu đu đủ này, người ta về người ta chơi Tết. Thì bây giờ các ông còn mẹ còn bây giờ còn thuê nhà trọ thì các ông bảo là mẹ đu đủ ấy, có 5000 một quả với 5000 một cân. Bây giờ cây cảnh ấy, đi so với 5000 một cân, thế thì mua 5000 một quả xong rồi về xong dùng 502 để dán à? Ở tôi nếu dùng 502 cũng chả bán được. Tôi đảm bảo 30 triệu không ai mua. Hiểu là thế thì ông hiểu làm sao được kim cương, cái nhẫn của nó là 1000 tỷ. Nhưng mà vẫn bênh đấy. Hiểu, mẹ kim cương cái 1000 tỷ nó còn rẻ đấy. Nghìn, phải nghìn, nghìn, 1000 phải 1500. Mẹ ăn cơm cà nói chuyện thế giới nhỉ. Nhưng mà quay đu đủ này 1-2 triệu nó đã bảo vô lý. Đu đủ bây giờ người ta toàn 10.000 một quả, với 10 mấy nghìn một quả. Đây còn bán hết rồi đây này. Nhờ tiền tôi đầy nhưng nó không đáng. Nói chung là không đáng, khi mà các bạn nghĩ nó không đáng là tiền các bạn cũng chưa đến. Còn tất nhiên là sống như mình thì là nó lại là chuyện khác. Sống như tôi ấy thì tôi không tranh cãi. Cái gì tôi thấy là nó không đáng thì mình không xem, không tranh cãi. Đúng không? Mình thấy đôi khi ô tô còn phí phạm cơ. Nhưng mà tôi bảo bây giờ là mẹ, người ta trong cuộc sống thì nói chung là 1000 tỷ cái nhẫn của người ta thì kệ mẹ người ta có 1000 tỷ người ta mua, chứ mình không có tiền thì thôi, hoặc là mình có tiền nhưng mình không mua. Vào tranh cãi đáng hay không đáng là mẹ, thì với mình không đáng, người khác lại đáng, đúng không? Nhưng bạn lại bảo 30 triệu đảm bảo không ai mua. Đến như tôi ấy thì tôi biết là người ta có 30 triệu người ta thích mua cái mẹ gì mua, người ta mua cái mía cũng được. Nhưng mà tất nhiên muốn mua cái mía như thế thì không phải là cái giống mía đại trà. Đây, mía cảnh Tết này. Nhưng mà đây hàng này hàng xấu. Đúng không? Với bạn không đáng nhưng mà bạn lại nói câu là tôi đảm bảo 30 triệu không ai mua. Bạn là tất. Tôi đây này, tôi bảo là mẹ bây giờ mình có 1000 tỷ chăng nữa mình không mua cái nhẫn kim cương đầy việc để làm. Một cái dự án mà ý tưởng khởi nghiệp cho giới trẻ. Đấy, mỗi năm trích ra khoảng vài chục tỷ. Cứ chúng mày cứ lêu ra ý tưởng làm sao cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh. Thằng nào đạt giải nhất là bố mày phát. Chứ bố không mua cây xanh mấy cây sung hay là cây gì 200-300 tỷ để làm gì. Nhưng mà việc đấy là việc của mình. Nếu mình có tiền thì mình dùng cái việc ý tiền vào việc ý khác. Có những người khác thì người ta lại thích mua cây, đúng không? Đúng không? Nhưng mà đây là các bạn cứ bảo là tôi đảm bảo là 30 triệu không ai mua. Đấy là bạn làm gì mà bạn quyết định được hết. Ngông nghênh gì, đúng không? Đúng không? Được, có bán hàng không? Bố hỏi hoài không trả lời. Đã bảo không bán hàng nữa, cần giới thiệu sản phẩm thôi. Cái thằng này nó ngu đấy nhỉ. Đó là giới thiệu sản phẩm. Còn giá thì nói chung là tầm này thì nếu các bạn mua ấy, thì tầm nếu mà các bạn mua lẻ ấy, thì là chắc anh em trên mạng bán những cái chậu này cho các bạn, thì tôi nghĩ ở đây thì nó cũng phải rơi vào tầm triệu, 1 triệu. Tầm nếu mà tùy theo số lượng mua lẻ thì tầm ở đây tầm 1 triệu, thì chắc anh em chúng nó ở trên mạng thì chắc chúng nó cũng phải bán tầm 1,5-2 triệu. Tôi xem như thế. Chứ còn ở có thời điểm những cái cây đẹp là tầm 1,3 triệu. Năm ngoái lấy cho khách là tầm 30 chậu nó đã vào tầm 1,3-1,5 triệu rồi. Đấy, nó tùy theo thời điểm và tùy theo cây đẹp cây xấu. Còn các cái cây này buộc dây như này là đã của khách rồi. Ở đây ví dụ cái vườn đầu tiên là 1,3 triệu, người ta lấy vào thì là người ta phải bán là tầm 1,7 triệu rồi, 2 triệu rồi. Còn việc các bạn mua lẻ. Còn các bạn khác thì bảo là mẹ vô lý. Vô lý. Nhưng mà trên mạng thì mẹ bây giờ cứ 1000 tỷ một cái nhẫn là có lý, thậm chí còn rẻ ấy. Nhưng mà người ta vẫn bảo chôn vàng dưới đất này mà đu đủ này là mấy triệu, đúng không? Có hiểu mẹ đâu, nó do cung cầu của thị trường ấy. Bán các cái sản phẩm này có bán cho các ông thuê nhà trọ còn ở đéo đâu. Người ta mua mẹ, mua cái loại này khéo người ta mua 50 chậu luôn, người ta bày dọc đường đi người ta vào tận nhà luôn. Mà các ông biết là từ cổng vào nhà người ta khéo ông phải đi ô tô còn hết mẹ xăng. Đổ đầy bình xăng rồi. Trước cổng là có cây xăng, trong nhà người ta trước cổng có cây xăng, vào trong nhà lại phải có cây xăng, đi ô tô từ cổng vào nhà hết mẹ xăng. Các ông đi nhà trọ thuê nhà trọ thì các ông bảo mẹ cái loại này, đúng không? Nó là khách quan thôi chứ còn cây này là hai thân,
Tôi chỉ giới thiệu sản phẩm thôi chứ. Đấy, Tết chơi cây nhà giàu nghèo, tức là người ta có tiền. Với người ta thì với mấy triệu thì nó đơn giản. Còn đu đủ thì nói chung là nó là cái cây mà tôi bảo mấy các bạn là cây nó gọi là nó vừa đẹp này. Nó sản phẩm duy nhất của năm nay, thậm chí từ trước đến nay luôn. Thì người ta đòi 30 triệu, thậm chí 100 triệu, thậm chí 200 triệu vẫn có người bán, vẫn có người mua. Mà nói chung là giá ở đây là nó rẻ nhất, thì chưa qua ai. Mang lên trên kia kể cả quất hay là bưởi hay đào, có cây mấy trăm triệu nó là bình thường. Còn các bạn bảo là mấy trăm triệu là vớ vẩn. Tại vì cái loại này chỉ chơi một năm. Mẹ đôi khi nó mua cái túi mẹ 300 triệu nó chỉ dùng có 1-2 lần. Mệt, nó mua cái túi này. Còn đây có những cây thì... Còn tôi bảo nhá, cái sản phẩm thôi không tranh cãi cái vấn đề đáng hay không đáng hay thế nọ thế kia, phải các ông thì không mua hay là phải người khác thì mua. Tại cái vấn đề nó vô cùng lắm, nó là cái vấn đề mà đấy, tôi chỉ biết là cái nhiệm vụ của tôi là giới thiệu cho các bạn đây là cây đu đủ cảnh Tết thôi. Giá cả thì tôi có nói sơ qua. Đấy, chứ còn nói ví dụ như là mấy triệu đấy nó gây tranh cãi. Giá ở đây lại là một kiểu, nhưng các bạn mua lẻ lại là kiểu khác. Còn tôi biết một cây đu đủ mà các năm khác anh em bán mà đã thay chậu mới cả đẹp rồi. Nó là hàng tuyển ở cái khu vực này. Một cái vườn này có lẽ chỉ được vài ba cây là hàng tuyển thôi. Quả nha, nó bết bền bẹt từ gốc. Tất nhiên là bây giờ tầm này mới tháng 9 âm lịch thì nó như này. Nhưng đến Tết thì gốc nó to hơn, cây cao hơn và quả nó dày. Nó dày, nói chung là đến Tết thì nó phải cao, nó to. Cái gốc này này, từ bây giờ đến Tết nó còn 3 tháng nữa cơ. Mà quả nó dày bít đến đây này. Ông nào đã theo dõi tôi thì biết quả nó rất là dày. Nhưng nó không thưa có tần này quả đâu. Nó rất là dày. Và tay này còn không chui được vào đây đâu, không nhét được vào tay vào đây đâu. Nó bết bền bẹt vào, quả rất to và nó chuyển mã. Một chậu đu đủ mình đã từng chứng kiến rồi. Đấy là chuyện anh em thân với tôi. Bán một chậu đu đủ 40 triệu một chậu. Nó không có gì đặc sắc hơn bọn này. Nó là cũng là cái cây này này, về đập cái chậu này đi. Thay cái chậu đẹp. Đấy, có thể sơn màu vàng, màu viết các thứ xong rồi đắp cỏ. Đấy, thêm mấy ông câu cá, rồi nỗ trí thâm, rồi các thứ linh tinh này này. Còn khi mà tôi quay bảo cái chậu mà đu đủ năm nay đắt nhất ấy, là nó đẹp. Nó đã có sự cải tiến rồi. Nó không phải còn cái chậu này, nó tí nó, nhưng mà xa lắm. Ra đây, từ đây ra đấy khoảng 3 cây, 2 cây nữa cơ. 2 cây nữa, nó xa. Đi bộ như tôi thì đến đeo bao giờ. Còn nhiều ông bảo là mẹ đu đủ mấy chục triệu, chẳng qua các bạn chưa có tiền thôi chứ còn... Mà các bạn bảo tôi đầy tiền nhưng mà tôi không mua tại vì nó không đáng. Mẹ nói cái đấy nó khó. Tôi đảm bảo là không ai mua. Mẹ với các bạn, hoặc là các bạn cứ nghĩ là nhiều người, người ta 30 triệu của người ta nó như kiểu là 2-3 nghìn của mình ấy. Vứt đi cũng được. Chẳng qua là tao thích thì tao mua thôi, mua để giải trí. Còn có thể là cái người chơi cái loại này người ta... Mua vì người quay như này thì thích thì bố mua đi chứ 30 triệu thì bằng chúng mày. Chúng mày cứ nghĩ 30 triệu nó to với tao, nó chỉ như 2.000. Chúng mày với chúng mày 2.000 ấy. Còn tôi nói cho các bạn như thế này để nó tránh gây tranh cãi thì cái cây này đến Tết thì nó cao, to. Và cái quả thì nó bết bền bẹt. Còn hiện mà đến Tết nó vẫn hoa nhá. Còn cái này là đu đủ này là cái giống. Gọi là đu đủ lùn siêu quả. Đấy, đu đủ lùn siêu quả. Kiểu vậy. Còn cách làm thì nhiều lắm. Cách làm thì có, hiện tại bây giờ nó cũng nhiều kiểu. Còn nhiều anh em làm đu đủ, anh em còn bổ theo kiểu rắn hổ mang cơ. Còn cái giống nó là cái giống đu đủ siêu quả. Còn bây giờ đến cái thầm này, đến Tết này nó còn lâu lắm. Làm đu đủ này thì tất nhiên một vườn nó không thể đều được. Đấy, nó sẽ có những cây, nhiều cây nó ít quả. Đấy, còn làm như thế này thì nói chung là nó tỷ lệ của nó mà đạt thì tôi cũng chưa nắm được là đạt bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà tất nhiên là có những vườn thì nó khá, nhiều vườn thì nó... Nói chung nếu mà với cái phạm trù đu đủ học này mà nói ấy, ở cái làng này nếu mà theo như tôi ấy thì nó rất là ít. Nó ít hơn cả mía ấy. Ít hơn cả mía tím trồng chậu. Còn các bạn ở trên TikTok này ấy, hoặc là ở trên TikTok hoặc trên mạng xã hội, có thể kiểu các bạn bị TikTok nó nhốt, không ra bên ngoài, thì có lẽ đây cũng là lần đầu tiên các bạn thấy là mẹ một thằng dở hơi nó lại quay một cây đu đủ ở trên chậu đấy để làm cảnh. Nhưng thực tế cái ngành đu đủ trồng chậu để bán cảnh này nó cũng đã 5-7 năm nay rồi.
Năm nay thì nói chung là mỗi năm nó tăng lên một ít nhưng nó không tăng nhiều. Đấy, không phải ai cũng ấy được. Tại vì làm một cái ruộng đu đủ này nó cũng nhiều công. Cái thứ hai là nó nhiều tỷ lệ. Tôi nói sơ qua về giống, cách làm. Đấy, cách làm thì có năm nay thì là làm 2 cây, có bổ rắn hổ mang. Đấy, còn trong cái xu hướng như này thì tí nữa tôi quay cho các bạn để cho các bạn xem lại. Cái video cách đây một tháng là cái cây đu đủ đắt nhất năm nay. Còn tất nhiên là gây tranh cãi thì tôi cũng không muốn là thế nọ thế kia. Là tôi đảm bảo là có chó nó mua mới chỉ có bọn tham nhũng nó mới mua mới thế nọ thế kia, nó mệt lắm. Tôi chỉ biết giới thiệu cho các bạn thôi, còn cung cầu trên thị trường thì không ai phán xét được, nó là khách quan. Đấy, có cung thì có cầu có cung. Bạn không mua thì tại vì là bạn thôi. Chứ bạn không thể quyết định cho bà Phương Hằng hay là ông nọ ông kia được. Đấy, đúng không? Còn bạn mà quý người ta thì đôi khi là cái nhẫn 1000 tỷ bạn cũng thấy hợp lý, thậm chí còn thấy nó rẻ. Đúng không? Chứ còn nói ra ví dụ như mình mà khoe một cái nhẫn này là 1000 tỷ phát, các bạn bảo bố cái thằng nói phét. Yeah. Quý ai thì nói khác. Đây là còn tôi nói khách quan một cái là những cái cây buộc dây như này là đã bán. À, những cái cây buộc dây này đã bán. Có cây người ta bán đến giá đó, cây thay chậu khác rồi. Không phải cái cây này. Cây mà muốn bán được cái giá ý ấy, là phải cái hàng tuyển. Cả cái vườn này chỉ chọn 1-2 cây thôi. Ở đây nếu mà mua, các bạn mua 20 chậu thì mới có giá 1 triệu mấy. Chứ bây giờ các bạn ra đây các bạn chọn 1 cây chậu, nó phải hơn 2 triệu và đây là cái giá bán ở đây. Đấy, còn người ta mang ở đây cũng là cái làng hoa cây cảnh, nhưng cùng là cái cây này mang ra ngoài đường kia nó lại là cái giá khác. Cho nên cái chuyện thằng Huấn nó quay cái cây bưởi 500 triệu ý, mà tôi bảo là cái thời điểm mà tôi biết cây ý có 80 hoặc 100 triệu là khi cái cây nó còn tít tận trong này này, nó không có cái mặt bằng. Đấy, còn ngoài kia nó có cái mặt bằng chuyên ô tô đi lại. Cái bọn ô tô thì nó không thể biết ở chui vào trong này nó mua được. Các bạn hình dung chưa? Còn nói thì ông kia ông có hiểu mẹ gì về kinh tế đâu. Còn tôi đã bảo là thay một cái chậu đẹp, còn đã tuyển cả cái vườn này chỉ tuyển được có 1-2 cây thôi. Cả cái làng này chỉ được 10 cây thôi. Thay một cái chậu nó đẹp, xong rồi mất cái công đắp rêu, đắp giếc các thứ. Giống như cái con mà nó ở dưới quê ấy, nó cũng ban đầu nó rất là xinh. Ở dưới quê những ăn mặc luộm thà luộm thuộm, còn thi thoảng còn cho tay lên mũi ngoáy rồi đút cất mũi vào mồm ăn ấy. Con ấy chỉ lấy chồng ở trong làng thôi. Nhưng tổ sư nó lại lên trên thủ đô, xong nó học ít inh nịch, xong rồi nó thay cái quần áo tân thời, nó hay đi ba đi sàn, nó lại thành mẹ Ngọc Trinh. Nó lại xin lỗi Ngọc Trinh, nhưng nó lại bán dâm 1000 đô luôn. Không có hiểu mẹ gì đâu. Tôi nói là đại ý là cùng là cái cây này, nhưng mà ở một cái vị trí khác, ở một cái mặt bằng khác, xong rồi còn phải thay chậu, phải ăn mặc cho nó đẹp, học cho nó tí inh nịch nữa, tiếng rên của nó cũng khác. Thế là nó bán dâm 1000 đô ngay. Đúng không? Có hiểu gì đâu. Chứ không phải là cái chậu y như thế này. Các bạn muốn có một cái giá khác thì các bạn phải nâng cấp cái sản phẩm nó khác đi. Đấy, đập cái chậu xấu này đi, tại cái chậu này nó rẻ. Đập cái chậu xấu này đi, thay cái chậu đẹp. Đấy, xong rồi đắp, mất công đắp cỏ Nhật này. Đấy, xong rồi trang trí là mấy cái phong bì, phong biếc ở đây này. Xong rồi mấy cái ông mà câu cá, câu kiếc ấy. Mấy cái ông câu cá, ông Nã Vọng, mấy cả Lỗ Chí Thâm các thứ nữa. Còn đây nếu mà nó thấp như này thì các bạn khó trang trí, nhưng đến Tết nó cao lên. Đấy, còn nói nó khó quay như thế này, nhưng tôi bảo là cái cùng là cây đu đủ, nhưng đã được tuyển chọn và làm đẹp lên, ăn mặc nó đẹp lên. Trong đời sống các bạn gặp nhiều rồi. Ông mẹ các bạn còn ở dưới quê, các bạn còn ăn mặc xề xòa, xong rồi còn cho tay lên mũi ngoáy ấy. Tiếng Anh thì không biết, tiếng Tây thì không. Còn quay cái vấn đề này nó gây tranh cãi. Đấy, các bạn không mua được cái giá ý, các bạn bảo vô lý. Nản đéo thì có chuyện đi. Còn cái hàng này thì rất nhiều người hỏi, nhưng mà tôi nói thật ra là kiểu nó là hàng thô. Còn nhiều bạn bảo là giá xỉ mấy cả kiểu giá cả bây giờ, mấy năm nay mình không để ý ấy. Những năm ngoái ấy là thay chậu cho khách, đến khi công cán vào nó cũng rơi vào mẹ cũng 3 triệu mẹ nó rồi. Đắp cỏ, đắp kiếc này. Công thợ sang ấy. Cái người thợ có phải là mình, cái hàng này nó nhẹ đéo đâu. Đập chậu đi, coi như vứt cái chậu này đi. Thay cái chậu nó đẹp, hàng này kiểu hàng xấu, hàng cục mịch.
ăn mặc theo cái kiểu gọi là chân quê. Tại vì đôi khi là thay cái chậu kia xong rồi bán mấy triệu, 3 4 triệu giá số lượng ấy, chó nó mua. Thì bây giờ cứ ví dụ như về mà bán cho khách thì mày phải tự thay. Đấy, thì là đến khi thay vào nó bao nhiêu công, chậu nó cũng đã đắt rồi. Nó đắp cỏ, mỗi khi đắp cỏ mấy cả khi thay chậu là phải có công, phải có thợ làm. Thuê thợ cỏ xong rồi các cái hình nhân rồi các thứ linh tinh ấy. Đấy, còn cái sản phẩm này đến đây bây giờ nó tầm 1,5 m mà cả cái đôn này, à cả cái gụ này. Còn khi quay cho các bạn như này là các bạn biết là rẻ nhất rồi. Nhưng mà phải có số lượng cơ. Chứ còn cả cái vườn này các bạn biết là ở đây ngay cái thị trường đu đủ cảnh Tết này mà nói nhá. Còn cái hàng này gọi là hàng thoát thân đây này. Hàng này đu đủ này là làm kiểu thẳng tưng. Cái này thì khá cao, nhưng mà tính cả trừ cái trụ này ra nó gần 2 m. Mà hiện tại bây giờ cho các bạn xem thì nó cái cây đu đủ này giống ở quê các bạn nhỉ. Nó cứ thẳng tắp lên như thế này. Đấy, còn các cái loại kia là nó phải bẻ nghiêng ra một bên, nó làm bonsai. Đây này, các cái cây này nó phải bẻ nghiêng ra một bên. Có những chậu thì nó 2 thân. Những chậu này thì nó đang hoa thôi, nó chưa có quả. Nhưng từ bây giờ đến Tết thì còn xa lắm. Đến Tết thì như cái vườn này tôi còn phải quay cho các bạn mà mấy lần. Tí ra cái vườn kia có cây đu đủ mà dự tính là đắt nhất năm nay. Rượt đỏ à bác là cái gì? Là bệnh nghe là cái gì? Tôi không chuyên vào cái ngành đu đủ học mà nói thì nó khó này. Đây nó như thế này thì là nó có độ uốn của cái thân này này. Đấy, khi trồng đu đủ bé nhá, người ta đã phải uốn cái thân này này. Đấy. Còn nhiều anh em là ghép đu đủ mới thế nọ thế kia, cách làm thì nhiều lắm. Còn cái hàng này kiểu nó là cổ truyền đấy. Các cây đu đủ ở quê các bạn cũng như thế này. Đúng không? Cái giá cả thì phải hỏi cái Thủy nhá. Tôi không nắm được đâu, mà nắm nói trên line này các thứ này, người khác người ta khó bán, nó mệt lắm. Tôi chỉ quảng cáo cho các bạn, tôi giới thiệu cho các bạn đây là cây đu đủ cảnh Tết. Xong cái nhiệm vụ thứ hai nữa là cho các bạn biết một sản phẩm. Biết một cái sản phẩm mới. Biết một cái mới nó cũng là cái hay ấy. Còn nhiều bạn thì có thể là phát triển cái ngành đu đủ trên chậu này để bán ở địa phương các bạn, ví dụ như các bạn ở Đà Nẵng chẳng hạn. Đang còn bí tưởng, hai là còn ăn bám bố mẹ. Thì tự nhiên lại thấy bảo tự nhiên lại có cái ngành đu đủ này. Bố thử làm xem sao. Còn khách quan mà nói, đây là những cái chậu mà đã buộc như này là thời điểm này mới tháng 9 âm lịch. Đã có những người ta mua rồi. Mua đây không phải người mua lẻ đâu, mà là đây là người ta ôm. Thì có hai trường hợp, một là ôm như này xong cứ đem vứt ở đây, có người chăm, có người tưới phun rồi, xong đến Tết bố mới bách đi. Còn cái nữa là bây giờ là cái xu hướng là Tết là quanh năm. Tết là bất cứ ngày nào, miễn tao vui là được. Đấy, cho nên là những cái nhà người ta cứ xây nhà mới thì người ta bán mua từ bây giờ ấy. Cho nên rất rất nhiều bạn đang hỏi giá, tức là người ta muốn mua bây giờ. Còn tôi ở trong video này tôi vẫn nói là đu đủ này là chủ lực là bán Tết. Đấy, nhưng mà bây giờ là cái xu hướng là Tết là quanh năm chứ không phải ngày nào. Đấy, cứ miễn bố vui là được. Đúng không? Đấy, cho nên là người ta mua bất cứ lúc nào. Nhưng thường là khi mà đã biết ở đây rồi thì thường là những người như mình, chứ không phải người chơi. Người chơi không bao giờ mua được nhiều như này. Người ta còn đi qua đi lại, mua đi mua lại còn phải mất rất nhiều thời gian. Đấy. Còn đây là những cái người ta ôm, hoặc là người ta bán được cho khách số lượng. Đấy. Nhưng còn bây giờ nếu mà người ta mua thì tôi nghĩ là cái xu hướng của rất nhiều năm nay là cứ có tiền là Tết ấy. Vui là Tết ấy. Nó cũng không phải là Tết, là Tết 30 ấy. 30 mấy mười mấy ấy. Còn cách làm thì đấy, tôi nói sơ qua cái giống đu đủ ở đây là đu đủ lùn siêu quả. Tên của nó thì nói chung là nó cũng không chính xác được, tại vì ở đây toàn nông dân ấy. Tao chỉ biết cái giống này năm ngoái trồng nó sai thôi. Chứ còn nói bảo giống gì thì đôi khi cũng không biết được. Đấy. Còn mua thì đôi khi là cái mua giống ấy, ban đầu là anh em mua ở trên nông nghiệp là cây nó bé bé này. Kể cả cái loại mà đu đủ đực, đu đủ điếc để lấy hoa ấy. Đây là những cái cây mà đã bán rồi đây này. Bây giờ không động được vào những cây này đâu. Các bạn xem thì thường là những cây là được chọn như này ấy, là hầu như cái người mua là người ta đánh giá cái số lượng quả. Đấy, còn Tết thì tất cả những cái cây này, kể cả cái cây này, nó cao lên nhá, cái thân nó cao, nó phải cao tít lên đây này, cái thân thôi nhá. Xong rồi quả nó bết bền bẹt từ dưới gốc nó lên đến thân. Cái thứ hai là quả này nó to ra. Quả nó to, có những quả nó gần bằng viên gạch ba vành. Thật. Quả nó to lắm. Xong rồi không có cái kẽ nào để đút ngón tay vào luôn. Nó dính vào với nhau ấy.
bết vào với nhau. Đấy. Thứ nhất là như thế, cái thứ hai là quả nó to lên, xong rồi nhất là khi nó chuyển mã. Nó chuyển mã vàng đúng không? Đẹp lắm. Thật. Đấy là một cái tác phẩm mà như thế này nó đã đẹp rồi. Còn về mà các bạn muốn ấy thì có thể thay chậu xong rồi các thứ ấy. Tô vẽ thêm. Chứ còn bây giờ mà bảo quay cho các bạn xong ở dưới thì, ở dưới thì chấu như này. Ở dưới thì chấu, chấu như thế này. Xong rồi túi ly lông như này. Xong rồi nhiều chậu nó còn cứt phân đi. Đây là gọi là không làm tăng giá trị. Tại vì tăng giá trị bây giờ toàn bán ở đây là toàn bán cho thợ. Làm sao mà có thời gian. Với cái thứ hai là vườn nhiều như này không thể làm được như thế. Cho nên tôi mới bảo là bây giờ đôi khi là người ta mua như này, xong người ta mang lên cái mặt bằng đủ lớn, xong người ta phải làm đẹp. Từ cái vấn đề thay cái chậu đẹp. Cái thứ hai là phải phải cho đất xong phủ cỏ, phủ cái cỏ Nhật ấy, rồi đắp vẽ rồi các cái loại ấy. Chứ bây giờ là cứ như các bạn xem đây thì mẹ chậu thì toàn cứt đi. Này, cứt này, cứt này. Đấy, xong rồi lại như thế kia nữa. Trông có chán không, xong rồi ni lông túi bóng các kiểu. Thì là đây là thô. Đấy, còn các bạn muốn nâng cao giá trị lên thì có nhiều cách. Còn hiện tại bây giờ muốn nâng cao giá trị lên thì là live stream ở trên mạng để tiếp cận những ông Đà Nẵng, Đà Liếc các thứ. Chứ nếu mà bán ở dân Văn Giang này thì giá nó rẻ. Đấy, đúng không? Cứt đây này, toàn cứt, toàn phân. Toàn phân. Đấy. Rồng đỏ đây. Thuốc trừ lấm bệnh, rồng đỏ. Rồng đỏ à, ông kia ông bảo rồng đỏ à. Đây, rồng đỏ đây. Rồng đỏ 365. Tí nữa cho các bạn xem cái cây đu đủ mà. Tôi năm nay cũng kiểu cũng háo hức cái cây ấy. Còn trong cái con mắt nghề của tôi thì mẹ cái loại ý bây giờ hiện tại bây giờ nếu mà ai hỏi cũng phải tầm 30. Đấy. Còn đến Tết thì có thể là lên ra ngoài kia thì khéo ông cây ý phải lên đến 200 triệu. Tôi nói thật. Tôi nói thật đấy. Chứ các bạn không hiểu được cái độ điên cuồng của xã hội, cái điên cuồng của cái người có tiền đâu. Mẹ với mình 200 triệu thì nó to chứ đúng không nhỉ? Với người ta thì như thằng em nó bảo là 500 triệu của người ta cũng chỉ bằng một bữa ăn sáng này, chơi gôn này, thế nọ thế kia. Tại người ta kiếm tiền thì nói chung nó cũng dễ. Đây, nó cũng đẹp. Những cái cây này thì bán được là chưa có dây. Hoa đây, đúng không? Tao chả mua. Tao chả mua. Không mua thì kệ mày chứ. Trăm người bán vạn người mua. Tao chả mua. Đau hết đầu. Đấy nó gây tranh cãi ấy. Tại vì cái hàng này nói chung là nó không phải là cái hàng. Ví dụ như là những cái hàng mà hiểu được luôn đấy là những cái hàng thiết yếu. Giày dép quần áo. Cây này đẹp này, cây này nhiều quả này. Nhưng hiện tại nó thế này thôi. Mẹ đến Tết thì các cây đéo nào nó cũng như này luôn. Mới bây giờ năm ngoái mình còn bôi ở đây để mình đếm. Đếm xem một cái chậu này bao nhiêu quả. Tổng quát mà nói thì cây này đang ở dưới, con này đang thấp. Con này nó lên đây bằng mắt tôi là tầm 1,5 m. Tán nó tầm 2 m. Nha. Cái loại này khơi chuyển cho khách nha. Phải rất là khéo léo đấy. Gãy cành mới gãy cái lá này cũng giảm giá trị này. Nó phải cuốn đẹp lên. Xong rồi lấy ly lông mấy các thứ là cuốn hết quả không nó rụng. Làm rất cẩn thận cái bọn này đấy. Chứ không phải là làm ấy được đâu. Cây này mà bây giờ ví dụ như quả mà nó rụng cho 3 quả trên này đi là nó lệch. Cái loại đu đủ này nó đẹp là các cái quả mà đến Tết đi nó kín luôn. Tôi đã bảo cho ngón tay vào còn không cho được cơ mà. Đó. 100 triệu để ướp muối phét nát. Tí ra ra tao quay cho mày xem có đến 100 triệu không nha. Chẳng qua mày không hình dung được, mày cứ nghĩ là cây nó như thế này. Mẹ cây nó đẹp như gì ấy, có biết cái mẹ gì đâu. Còn mà bây giờ mà mày chưa từng nhìn thấy những cây bưởi mà 100 triệu hay là ở đây đã 100 triệu rồi. Thì mày bảo phét. Đúng không? Cây này trồng thì nó tầm như mía. Trồng thì từ tháng 2, tháng 3 âm lịch. Sau Tết. Trồng từ lúc cây con này. Có nhiều cái nó điên khùng lắm ấy, mày có hiểu gì đâu. Nhưng mà ở đây thì được cái là nhiều khi mình nghĩ là mình nói phét. Nhưng ở đây nó là cái nàng hoa cây cảnh ấy. Còn ông nào ông ấy có hai trường hợp người ta hiểu mình. Tôi mới tổng kết, tôi đúc kết rồi. Có hai trường hợp mà người ta không bảo mình nói phét. Một là người ta có sản phẩm muốn mua. À muốn mua.
Hai là người ta muốn bán, tức là ông đã làm đu đủ và ông muốn bán thì ông mới biết là cái giá tôi nói là đúng. Cái thứ hai là ông muốn mua một cây đu đủ cảnh, chứ còn ông đéo có sản phẩm ông muốn bán, ông đéo có sản phẩm ông muốn mua, ông không muốn mua đu đủ thì ông nói toàn nói tôi nói phét. Phải không? Đang thuê nhà trọ ai mẹ, còn 3 triệu một tháng tiền nhà trọ còn đéo biết là lấy đâu ra mà trả, tiền đâu ra mà mua. Còn tí nữa nói bây giờ thì kể cả nhiều khi anh em làm đu đủ cũng bảo là phét thật. Tí ra xem là các bạn có dám làm những cây không. Bưởi cũng thế. Anh em toàn làm những cây bưởi mấy cây quất tầm 1 triệu 2 triệu. Thấy thằng em nó bán cây quất năm ngoái nó bán là 180 triệu. À 140 triệu, 140 hay 150 triệu. Cây quất, chậu quất. Quất đấy nha, quất cảnh Tết đấy nha. Còn anh ấy mua nhỉ? Anh mua thì anh phải bán. Anh ấy nhập về của thằng em với 150 triệu nha, cả tiền cẩu. Anh ấy phải bán 300 triệu cây quất. Thằng kia có biết mẹ gì đâu. Mày ở chỗ nào Văn Giang, tao ra gặp mày luôn. Đây mày nhìn xem ở chỗ này nó chỗ nào Văn Giang. Đây nó là Liên Nghĩa. Mà mày ra đây gặp tao, tao gặp mày làm gì? Để đấm nhau à? Tao tí tao quay cho mày trong cộng đồng người ta ấy chứ. Tao bây giờ tao thời gian đéo đâu. Mày cứ lên phường mày tố giác những cái gì tao nói sai sự thật đi sao nào. Mày à, lên mạng bây giờ tao có phải trẻ con đâu mà ai gặp tao cũng được. Nhè. Gặp để đánh nhau à? Gặp có việc gì? Gặp bây giờ hỏi luôn mấy ông bà này. Nhưng mà ông đang phun. Ông cứ làm đi. Đang phun vào thì toài à? Nó lại đâu rồi không biết. Đấy, đường nó như thế này. Mấy trăm ngàn một cây. Ông cơ tôi lên mạng thôi, bây giờ có tuổi rồi mình không gây tranh cãi. Gặp toàn à đây quay nốt cho các bạn mấy cây chanh. Chanh và cách làm một tí. Chứ bây giờ lên mạng mà tranh cãi bây giờ mình có tuổi rồi nó mệt. Đường đẹp đúng không? Đường này theo tôi là cái đường mà mẹ bây giờ là đẹp nhất của Văn Giang luôn ý. Đây này. Tôi đã bảo là làm cây thì nói chung là duy trì thôi. Đất bây giờ lại 60 triệu thế nào. Các ông bà nó lại thành tỷ phú luôn rồi. Đây là cách làm chanh. Chanh tứ quý. Đây là cái hàng này hàng ghép. Ghép trên gốc bưởi. Nói chung là như cái hàng này là ghép ở hơn năm. Đây cho các bạn xem qua xong lên kia xem sản phẩm hoàn thiện. Xem sản phẩm hoàn thiện. Đây. Không, tí nữa để cho nó tránh gây tranh cãi để tí nữa mày xem cái video sau nhá. Tí nữa, bây giờ các bà các ông ngày xưa mua đất có 7 triệu một mảnh. Bây giờ nó toàn vài chục tỷ rồi. Đất ở trên kia đầm nau khu kia 130 triệu 140 triệu một mét. Đây là cây chanh vàng tứ quý ghép trên gốc bưởi. Còn bọn trên mạng mà cứ có cái gì mà nó không ấy, đây là cái sản phẩm mà ghép trên gốc bưởi này, quất này. Đấy. Quất. Nó xem là có các gốc to mới là gốc bưởi, gốc này thì nhìn thiên lắm. Đâu xem mắt ghép nào. Ghép vẫn ghép trên gốc bưởi. Đây. Đây là vi à, ở cái này. À đây vẫn phải ghép qua một lần đỏ đây. Đây này. Đây bắt đầu ghép này. Ghép quýt này. Đây là ghép quất này. Cái đoạn này là quýt này. Đúng không? Bưởi nào cũng ghép được. Ghép đây. Quất đây. Quất cảnh đây. Ghép trên bưởi đây. Bưởi nào cũng ghép được, bưởi hạt thì kiếm nào đâu ra cây bưởi ấy như này. Và cái bưởi diễn thì bây giờ giá quả nó rẻ thì người ta mới thu gom được các cái gốc bưởi này, nó rẻ giá rẻ chứ. Bưởi hạt kiếm đâu ra? Về số lượng gốc thì làm gì có à? Bưởi hạt đâu mà lắm thế. Cái thứ hai nữa là gốc bưởi hạt toàn gốc to lù. Đấy, tất cả những cái gốc bưởi như này là những cái gốc bưởi hầu như xin được ấy. Mang về tận đây thì khéo 100.000. Đấy, thì ghép cải tạo lên những cây quất này mà lại sau lại bán mấy triệu. Ngay cái hàng quất này tôi cũng không để ý đâu, nhưng mà nếu mà như cái năm ấy nó cũng rơi vào tiền triệu rồi. Hàng này các cái hàng này hàng cành chiết. Chiết xong rồi ấy trồng từ quất từ cây con ấy. Nói bảo nguyên bản thì chắc nó nguyên bản. Nó tùy theo các bạn nhận định như nào. Còn các cái loại này là toàn gốc bưởi đây.
đỡ phải xem mắt ghép. Lá số 8, lá bưởi, gốc bưởi. Còn không phải bưởi hạt mới ghép được. Bưởi ở đây toàn bưởi diễn thôi. Bưởi diễn giá nó rẻ, hầu như là bưởi diễn. Đấy. Còn các cây mà to cơ, thoát thân cao cơ thì mới là hàng bưởi gai. Ghép như này thì các bạn ghép bưởi nào cũng bưởi ghép được. Đây là các cây chanh tứ quý, chanh vàng tứ quý. Ghép cứ gốc bưởi, quất ghép trên gốc bưởi. Quất lúc đấy tôi quay cho các bạn những cái cây còn to, to 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 như thế này mới hơn thế này ghép quất rồi. Nhưng tất nhiên là ghép quất là phải phải qua một lần nữa. Qua một lần. Mẹ trên mạng chúng nó cứ làm sao ra quả đây, ra ngoài này. Nói chung là do cái chăm sóc mấy cái thứ nữa chứ. Mẹ nhiều khi sai quả còn phải vặt đi. Cái nàng này, quất này đôi khi sai quá người ta còn vặt đi. Tại vì sai quá thì quả nó bé, còn chăm nó cực ấy. Sao hết pin rồi, con cái thủy nó lại đi đâu rồi? Đường đất nước đổi mới, giá đất nó lại lên. Ở trên mạng tôi thấy nhiều ông cứ nói mình thế nọ thế kia nhỉ. Đây chanh này nhá. Chanh này nói chung là tôi cũng không hiểu tại sao mà lại ấy cơ. Chanh này nó có cả chanh đào. Đấy, khi sản phẩm hoàn thiện thì nó như thế này. Nó năm nay rẻ lắm. Năm nay một chậu như này có mười mấy triệu, hơn chục triệu. Đầm nếu mà cây mà nó gọi là tôi cũng thấy đẹp ấy. Còn chanh đây là các bạn biết là cái chùm này chùm chanh đào nhá. Đấy, chanh đào này. Cả chanh tứ quý thì nó vàng. Đấy này, sai không? Này. À, nhìn thấy chưa? Chanh này chanh đào. Vỏ hồng, ruột đỏ. Đây, chanh đào đây. Gốc này gốc bưởi. Đây, chùm này. Chanh này chanh đào. Còn chanh tứ quý bên này. Trên cây thì đây vẫn là chanh đào này. Chanh đào bây giờ nó đã chuyển rồi. Sai nhỉ. Ô tổ. Đây, ghép trên gốc bưởi đây. Đây. Nói chung là ở đây thì nói chung là nhiều cái để bán lắm, nhưng mà do là lên mạng bây giờ nó nhiều tuổi rồi, cho nên là lên mạng toàn con cháu nó chửi cho nó ngại. Còn tất nhiên là có nhiều bạn bạn muốn mua thật. Đây. Chùm này. Toàn thuốc, ở đâu đéo đâu chả thuốc. Mày cứ hỏi các cái vùng sản xuất cây cây người ta bán quả, mày mua, mày ra ngoài chợ mày mua mà xem. Ông nào dám khẳng định là cây quả chanh các bạn mua ngoài chợ không có thuốc? Rốt. Đéo đéo chả thuốc. Mày mua về thì mày phải rửa chứ nè. Bây giờ nó cũng toàn thuốc sinh học thôi. Thuốc đây này. Những cái chậu này mới là hơn chục nhá. Còn các cái cây này cây bé. À, nhìn gốc đây này. Mẹ ngày xưa những cái chậu này toàn 80 triệu, 100 triệu. Cái đây chỉ 3 năm chứ ngày xưa lồn. À ngày xưa đéo gì. Đây nhá, nhìn viên gạch ba vanh này. Nhìn chưa? Đấy, để cho các bạn ước lượng. Nhìn gạch ba vanh chưa? Ai, tán to lu. Gạch ba vanh này. Chậu đẹp rồi. Hơn chục triệu. Tán to lu. Mất người luôn. Tán đẹp không? Ngày xưa những cái chậu này đắt 80 triệu ấy, tranh nhau ấy. Có những ông ôm chậu chanh này về rồi bán hơn trăm. Nhưng bây giờ là sản xuất nhiều ấy. Mấy cả chanh này thì nói chung là ghép trên gốc bưởi thì tán nó to, tán nó nhanh. Còn bây giờ giá chanh để mà ấy như này là nó rẻ hơn so với một gốc bưởi. Một cái chậu bưởi ấy. Còn đây tất nhiên là cái gốc này là gốc bưởi. Giờ chỉ có chanh nhà tự trồng mới không thuốc thôi. Đúng. Mẹ chanh nhà tự trồng, nhưng đôi khi là chanh nhà tự trồng nhưng mà nếu mà là ăn ấy thì không có thuốc. Tại vì đôi khi cũng muốn phun lắm nhưng mà mẹ có mỗi một cây thì phun bé đéo gì. Đôi khi nó bị bệnh thì phải phun chứ. Còn phun trong khi các bạn muốn ăn thì ví dụ như hôm nay các bạn ăn thì 10 ngày trước các bạn không phun. Đúng không? Còn trồng hữu cơ bây giờ mẹ nhiều như thế này không bệnh mới là lạ. Ở đây mà chỉ có mỗi nhà này làm một cây chanh thôi. Các nhà khác nó đéo làm chanh thì không bao giờ có bệnh. Nhà các bạn có mỗi cây chanh thì ít bệnh. Đôi khi cũng muốn phun lắm nhưng nhà tao có mỗi cây mà vác bình ra phun. Đúng không? Còn nguyên tắc mà nói. Ví dụ như hôm nay các bạn ăn. Hoặc là ví dụ như là 10 ngày nữa các bạn xuất bán thì hôm nay các bạn không phun.
là đảm bảo an toàn, người ta gọi dư lượng thuốc thuốc bảo vệ thực vật, đúng không? Không quá cái ngưỡng cho phép. Chứ bây giờ trồng cây mà không phun mấy các thứ thì tôi các ông đéo phải là nông dân rồi. Không nói nông dân thì toàn nó phét là trồng cây xong rồi không phun là nó an toàn. Mẹ không phun cây nó sâu bệnh, nó chết con mẹ nó cây. Có một ông người Nhật ấy, ông ấy không phun, ông trồng táo, ông trồng theo hướng hữu cơ. Ông ấy ngồi mất 20 năm để có một quả táo. Ông trồng táo 20 năm để có một quả táo. Những cái táo của ông ấy đắt. Bồ quả táo ra mà 2 tháng hay 3 tháng ấy nhỉ, để ở ngoài nó không bị thối. Ông cứ ngồi ông nói chuyện với cây này, coi cái cây táo như là một sinh mệnh. Đấy. Chứ tôi toàn nói phét, toàn gọi là nông dân online thì nói phét. Còn cách tốt nhất, người ta cả thế giới người ta công nhận rồi, cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt ngưỡng cho phép là được. Ví dụ như hôm nay tao bán cho mày cây chanh thì 10 ngày trước tao không phun. Bây giờ mày mua cây chanh này thì tao nói là tao vừa phun đấy, nếu có ăn thì đừng ăn, 10 ngày sau hãng ăn. Thế là an toàn rồi còn đéo gì nữa, rồi còn đòi hỏi là toàn thuốc mới không, cả yêu cầu là chanh không phun. Không phun đến cả cái mã quả này nó cũng đã xấu rồi này. Còn nói cho các ông thì mẹ ngày xưa thằng bạn tôi cũng thế, không dùng thuốc tây. Mẹ cứ bị bệnh là để cho cơ chế tự khỏi. Khỏi thì mày mất thời gian mà nó mệt. Vẫn phải dùng thuốc tây. Thuốc tây là cái kiểu ấy ấy. Ui dồi xài thế nhỉ, này nhìn này. Đây là chanh đào nhá. Còn đã không biết gì về điện, cứ cho tay vào cầu trì điện nó giật cho bỏ mẹ luôn. Cứ nói là cái mà là trong nông nghiệp này nó cũng là tiến bộ, nó mới ra thuốc đấy. Còn cách mà người nông dân, mấy cái người dân mình ấy dùng thuốc xong rồi vô tội vạ, không có tổ chức, xong rồi vì lợi nhuận rồi các thứ, đấy là do con người thôi, đúng không? Này, đây là chanh tứ quý này, nó vàng này, sai chưa? Có cây vừa ghép chanh đào đây, cây này chanh đào đây. Đây, chanh đào đây, chanh tứ quý đây, đây đây nhá, nhìn thấy chưa? Hầu như tất cả các cây ở đây đều cả chanh đào cả chanh tứ quý, đẹp nhỉ? Con này quá sai luôn. Mẹ này, bô tổ này, có hơn chục triệu. Đây nhá, cho các bạn biết nhá, đây là chanh đào này. Để phải xem. Đây nhá. Đây là tôi nghĩ là chanh tứ quý. Cái lá không phân biệt được đâu. Cái chùm này nó đang ít quả thì vặt. Cái loại này là cái đéo gì nhỉ? Loại này vẫn chanh đào. Mẹ ông ấy tự nhiên ông hỏi là chanh có cây nào cả chanh, có chanh cả chanh đào cả chanh tứ quý không? Đây nhá. Chanh đào thì là cái vỏ nó đỏ. Cái ruột nó cũng đỏ. À. Nhưng mà cái phải quả nó vàng cơ. Ừ. Cái quả này nó mới này. Quả này nó mới chưa xác định được. Phải đợi nó chín cơ. Đây là ruột này. Ruột nó trắng này. Nói chung là theo như mình ấy là những cây này nó đều là cả chanh đào cả chanh tứ quý ấy. Cây quả này thì nghi là chanh tứ quý này. Đó. Chứ còn lá của chanh đào với chanh tứ quý nó khá giống nhau ấy. Cái mã quả nó khá giống nhau, chỉ khi mà quả nó chín ấy thì mới phân biệt được thôi. Khi nó chín nó chuyển mã ấy. Thì một là nhìn mã bên ngoài là các bạn biết nước nó đang dính. Chanh tắc người ta gọi là quất. Cây này đẹp nhỉ. Đấy. Hầu như những cái cây to như này là thi thoảng là bố trí thêm những cái cành, những cái mắt của chanh ấy thôi. Chanh đào thôi. Còn chủ lực những cái cây này là chanh tứ quý. Ui. Mày đi đâu về đây? Mẹ toàn chanh đào nhỉ. Đéo có quả chanh tứ quý nào nó chín để cho người ta biết. Quý thì đã đến mùa chín rồi mà. Chanh đào này. Cho nên nhiều khi là các bạn cứ bảo là tại sao không ghép chanh đào mới cho nó đẹp. Nói chung là chanh đào này nó không kịp Tết. Tháng 11 là nó rụng. Tháng 11 nó chín nó rụng ấy. Thế là nó bây giờ nó đã thế này rồi. Nhưng mà đẹp. Rẻ thôi ra. Xài trúc đụp. Một cái cành này. Chà. Mà cái loại chanh này nha, có cái xu hướng rồi vặt thêm cái con mẹ nó lá đi xong rồi treo quả như này, gọi là chanh treo gió nhỉ.
thì nó bét lên bẹt quả, nhìn nó sai này. Sai. Chưa phải là cây chanh sai nhất đâu. Tại vì ở đây cũng không chủ động để ấy chanh ấy. Này. Đây. Còn bây giờ là rẻ rồi. Bây giờ là rẻ rồi. Bô tổ. Bao tiền một chậu này hả em? Một chậu này á? Ừ. 17 triệu. 17 triệu à? 17 triệu. Gốc như cái cây kia này là tán nó to nhưng nó đang ít quả ấy. Gốc nó tầm như này là nó tầm như này là 30 phân, gần 30 phân. Vanh tầm 60 nhỉ. Đây. To lắm. Còn cây này thì nó đang sai. Nhưng mà khổ lỗi ở đây thì cái mã quả nó hơi kém. Mã nó bị giám này, nhìn thấy chưa? Mã nó bị giám. Chứ còn nếu mà chăm nó chuẩn ra ấy thì nó không dám. Mà nó đẹp từ quả. Đấy, các bạn cứ yêu cầu loại yêu cầu kia đây. Các bạn biết đâu điểm trừ của cái cây này là mã quả nó bị dám. Các bạn có hình dung không? Mã quả nó bị dám. Đây này. Nhìn chưa? Tại vì tôi để cái điện thoại ở trên cho nên là các bạn nghe không rõ ai. Còn cây chanh thì nó nhiều giá, nhiều cỡ, nhiều các thứ lắm. Còn nói cho các bạn thì nó khó. Cứ yêu cầu là chanh đừng không có phun với cả toàn thuốc. Chả biết cây mẹ gì. Không phun kể cả không chăm thôi. Không, chứ đừng nói là ấy. Mẹ nó quả nó bị dám như này là nó kém đây này. Kém giá trị đi. Đây, dám này. Chơi nằm bán một cái cây cảnh nó còn bao nhiêu yếu tố chứ các bạn là. Đây cái loại này là quả đây là chanh đào này. Nghĩ đây là chanh tứ quý này. Chanh đào này. Chanh đào đây. Đấy. Quả nó bị giám là nó đã giảm giá trị đi rồi. Chả biết gì về điện cứ giật lung tung lên. Nghỉ nhá. Tí nó ra cho đây đây. Xem quả chanh tứ quý nào. Ui chanh đào. Chanh đào bây giờ đẹp nhỉ. Chùm nó chuyển hết mã. Còn quả chanh tứ quý thì nó đây là chanh Mỹ. Chậu là chậu chanh Mỹ. Đây. Quả to hơn cái chanh mình bao nhiêu. Cái loại là nhiều nước này. Ở này gọi là bọn nó gọi là chanh Úc hay chanh đéo gì. Đây là trên cái cây này nó có các loại chanh này. Trên cái cây này này. Cái quả chanh này nhá, so với cái chanh đào này. Đây. Anh nhìn cái quả chanh đào mà các bạn mua ngoài chợ này. Anh nhìn thấy chưa? Chanh này nó là giống mới. Cái giống này rất là sai. Trên cái cây này nhá. Đặc điểm trên cây này rất nhiều giống chanh. Có cả kia là chanh vàng này. Cũng đéo phải cái giống kia giống đéo gì ấy. Đây chanh đào này. Chanh đào này. Chanh đào này. Đấy, cái giống này là giống mới này. Giống này nó ra quả cũng theo chùm như thế này. Đấy, mà quả nó rất là to. Quả này thì nó như quả cam nhỉ. Cam thật. Cam đây này. Quả này là cam. Cam này cam Vinh. Quả cam Vinh này. Quả cam Vinh này. Để xem ra cái lá này, lá chanh hay lá cam này. Cam không ạ? Đủ má cái trên cái cây này tá thập cẩm giống. trên cái cây này cả đây là cái cam Vinh hay cam V2 đây này. Cam Vinh hay cam V2 này. Ghép mà. Cây này không phải chanh Yên đâu. Chanh này chúng nó bảo là chanh Úc cái chanh đéo gì ấy. Cái giống mới là mới năm ngoái. Ở đây có mỗi một nhà có giống này thôi. Lấy của cái đứa ấy. Ghép trên gốc bưởi mà. Đây. Trên cái cây này tá thập cẩm giống. Những cái cá chanh đào, cả cái chanh bùa của mẹ. Đây này, cái giống này này, nó nhiều nước. Chứ nó không như chanh Mỹ. Chanh Mỹ bóp ra nó cứng lắm. Còn này bổ ra nhiều nước cực kỳ. Đây, quả nó to mà nó ra sai. Các bạn thích thì ra kia tôi cho xem cái cây sai lắm. Nhưng chẳng qua ở đây thì có mỗi cái cây vớ vẩn này thì ghép tả thập cẩm giống này. Cái giống này này, một chùm của nó đây này, một cành của nó đây này. Quả nó to à. Nhìn chưa? Cái giống này quả to lắm. Mà đến Tết đây nó vàng như này cũng đẹp đấy đúng không? Người Việt Nam là thích cái hai màu, màu đỏ. Màu vàng tượng trưng cho vua chúa. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn. Cho nên cây cảnh mấy cả chanh là cứ phải hai cái loại màu ấy cơ. Cây trên cây này có rất nhiều giống vớ vẩn. Cam, chanh. Kia như cây kia, cái quả kia là quả cam Vinh. Cam Vinh hoặc V2. Đây một chùm của nó đây này. Lại Mỹ à? Lại còn cam Mỹ quả to à? Đây một chùm của nó này.
Còn cây cây ngoài kia đẹp lắm, cây kia xài lắm. Anh em chúng nó quay ác, mình không quay rồi. Đây. Đây, giống mới. Đây, một chùm. Bốn quả mà nó to à. Ra ngoài kia cây đẹp, cây này đẹp đéo gì. Cây này tá theo cầm giống cá cam cam Vinh đây này. Ăn cam không? Kìa. Bắt quả mà ăn. Kìa cam Vinh kìa. Vinh đây. Còn giống chanh thì tổ sư nó dài cơ mà. Đây, cam Vinh đây, hay V2 đây. Vinh đây. Đây là cây quả chanh này. Không phải chanh, chanh nó dài. Đây là cam. Đây là chanh Mỹ quả to. Mày bổ ra xem có lá đây này. Đã không biết gì, anh cá với em cái gì không? Nhà anh Kiên anh thì toàn làm chanh này, chanh Mỹ quả to này, con không biết gì. Mẹ mày lá này, lá chanh. Lá gì anh thử cầm cái cắn cái răng của anh vào đây xem nó có chua lét loẹt lên không. À. Đã không biết gì. Chua chưa? Cá bảo nó là chanh Mỹ quả to còn chanh. Ờ, cái Mỹ, lá này là quả sần nó lại quả là giống khác. Cái lá này đéo phải lá chanh mà lại sao lại là chanh nhỉ? Ừ. Cái lá này không mùi thơm mùi chanh nhá. Ở hai bên nước ngoài nó gọi là cái cam nhỉ? Chanh Mỹ là chanh Mỹ quả nhãn. Bình thường là thế đây hai cái loại này quả nó đã khác nhau, cấu tạo nó khác nhau cơ mà. Thì nó ghép nhiều loại, nó cũng là chanh nhưng mà nó là cũng chanh. Là chanh à? Mình cứ tưởng là quả này quả cam Vinh, cam Vinh hay cam ấy cơ. Này, một quả loại dài một quả ấy, cái loại này thì nhiều nước, mẹ nó như cam. Nhưng mà lá bọn này nó chả thơm mùi chanh gì nhá không ạ? Lá nó không thơm mùi chanh. Lá nó có thơm mùi chanh đéo đâu. Có cái chanh đào này thơm mùi chanh này. À, chanh đào này. Ô thế là hai cái bọn này. Ô mẹ tay mình có vấn đề hay sao? Bây giờ đéo ngửi được mùi chanh. Chanh đào này. Đây cây mẹ. Đây cây đẹp. Nói chung là như tôi thì tôi chỉ thấy 2-3 cây này đẹp này. Nó ít quả thật nhưng mà tán nó to à. Gốc nó to à. năm nay có nhiều cúc mâm xôi hòa hàn không người anh em? Cái cúc ấy phải hỏi cái thủy ấy. Cái thủy nó mới ấy được. Tôi với cá nhân của tôi thì nói chung là chỉ có 3 chậu này là đẹp với mình thôi. Còn với các bạn mà khách lẻ mấy cả các bạn đang xem ấy thì cứ muốn cái cây nó phải nhiều quả ấy. Với tôi thì 3 chậu này đẹp nhất. Thậm chí là so với mặt bằng chung của chanh mà nói thì nó vẫn là có số có má. Ê, các bạn tự so sánh với cái viên gạch ba vanh nhá, không phải tôi bê lên đâu nhá. Tại vì nó to ấy, gốc nó to à. Đấy. Còn với cái người chơi nẻ ấy thì là mấy các bạn ấy là thường là đánh giá một cái cây là qua cái số lượng quả. Những cây này nó đẹp, tại vì cái tán nó đẹp, xong cây nó khỏe. Còn tất nhiên là một cái cây như này thì nói chung là các bạn số lượng quả của nó thì kể cả bây giờ các bạn nhìn thấy lá nó nhiều ấy thì nó không nổi. Chứ còn với cái số lượng quả như này thì các bạn ăn cũng không hết được. Bảo cả họ các bạn ra ăn thì các bạn lại bảo mẹ lôi họ ta vào làm gì. Đấy, nhưng mà 2-3 cái cây này nó đẹp. Thứ nhất là cái gốc nó đẹp, cái bệ nó đẹp này. Đấy, với tôi đấy. Mấy cái thứ hai là cái tán nó đẹp. Đấy, thì là nó còn về nếu mà anh em chế tác thêm ấy. Tôi cũng chả biết là có thể uốn nhưng mà bọn gai này, gai mệt lắm. Chanh này nó gai. Nó như quýt thì nó không có gai. Làm tán nọ tán kia ấy. Còn bình thường là người ta muốn làm đẹp thì nói chung là phải làm nó một cái quy chuẩn khác. Chứ trồng đây xong rồi nuôi tán nó to như này nhưng mà nó giảm giá trị đi ấy. Chả biết là còn làm cái gì. Nhưng chanh như này với tôi thì 3 chậu này vẫn là 3 chậu đẹp. Đẹp nhất ở đây. Đẹp nhất ở cái vườn này. Về mặt bằng chung mà nói. Với cái làng chanh này mà nói thì 3 chậu này cũng có số có má. Còn giá thì nó có mười mấy triệu thì là nó là đẹp ấy. Còn mẹ gốc bưởi thì tao có giấu chúng mày đâu, là từ đầu đến cuối đâu. Mày cứ nói cái từ gốc bưởi cứ như là cả nước này có mỗi mình mày biết đi nhỉ. Từ các cái bạn đang xem live stream của tôi, từ đầu đến cuối đây là tôi có giấu các bạn hay là tôi có bảo là gốc này gốc chanh không? Nó vào nó bình luận cứ như là nó bảo là gốc bưởi, cứ như là tôi bán hàng trá hình với cả tôi nói phét với cả có mỗi cả nước có mỗi mình nó biết đây là gốc bưởi. Hay là nó mới vào, nó nghĩ là mình bán treo đầu dê bán thịt chó đúng không? Bây giờ trên cây bây giờ nó toàn là chanh thì mình bảo đây là cây chanh, còn từ đầu đến cuối thì kể cả cây này vẫn là ghép trên gốc bưởi hết đúng không? Cây này gọi là cây chanh. Chanh này là như các cái cây này là hai cây này là ba cây này
nó phần đa là chanh vàng, nó có cả chanh đào. Còn trên bình diện mà nói thì các cái gốc này gốc to ấy, cây to, chậu đẹp, tán to, à tôi thấy là đẹp. Đấy, còn đây, quả thì nó phải thưa lá cơ, nó mới nộ quả. Còn tất nhiên ở trong góc kia là, trong góc kia là nó là hai cây kia là nó kiểu đéo gì nó sai thế. Còn cái này là đây này, một chùm này nó bao nhiêu quả. À, chanh này từ phần đa ở đây là nó toàn là chanh tứ quý. Rẻ, năm nay như thế này là rẻ rồi. Quả thì đầy. Quả chẳng qua kiểu lá nó nhiều nó che đi ấy. Ôi nghỉ nha, ra kia đây. Về chưa? Hay... À còn mộc nữa nhỉ? Mộc. Nghỉ nhá.